Tôi bắt đầu làm cho HSC từ năm 2006, thì tới nay là năm thứ 13. Tôi làm việc HSC đến nay đã 12 năm. Tôi tính đến hôm nay là hơn 15 năm. Gần 13 năm. Điều mà mình thấy ấn tượng nhất đấy là HSC có một đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chính trực. Và đặc biệt là họ rất là thương nhân viên. Họ luôn luôn là tạo ra những cái benefit tốt nhất cho nhân viên. HSC là một công ty chứng khoán có văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc rất là tốt. Và là công ty rất là dân chủ và gần như là trao quyền cho các function head là được quản lý, thực hiện những cái công việc của mình. Tất cả những người có năng lực đều có cơ hội được cống hiến, đều được ghi nhận để đồng hành phát triển cùng HSC. Tôi nhớ nhất, và có lẽ là không chỉ mình tôi mà anh em chị em ở Hà Nội cũng rất là nhớ, đấy là cái hình ảnh mà anh Johan đã cùng với chúng tôi đi tìm địa điểm ở văn phòng chi nhánh cách đây 10 năm, tức là mùa thu 2007. Thì sau khi được nghị quyết ra, hội đồng quản trị ra nghị quyết là thành lập chi nhánh, thì anh Johan đã bay ra cùng với chúng tôi. Và cái kỷ niệm đáng nhớ đó là anh đã cùng với chúng tôi đi xe máy vòng vo trên những con phố Hà Nội để tìm cái địa điểm, mất một tháng trời mới tìm được địa điểm. Và đến giờ phút này thì chúng tôi mặc dù đã chuyển qua 3 cái địa điểm và văn phòng hiện giờ rất là đẹp, nhưng mà những cái kỷ niệm mà với anh Johan cái giai đoạn đầu tiên đi tìm văn phòng chi nhánh, đấy là kỷ niệm mà chúng tôi vẫn là nhớ mãi. Thì 2008 thì tả công ty từ Nam và Bắc gần 100 anh em tập trung ở Bình Thuận mỗi cái ga, và tham gia cái game team building từ đất liền ra ngoài đảo, bơi vào đảo, và từ đó tham gia cái hoạt động chung và từ kết bè từ ngoài đảo đi vào đất liền. Tất cả mọi người là hòa đồng, anh em, sếp cũng như nhân viên cùng chơi chung và cùng phân công như nhau. Thời gian mà chúng tôi cùng nhau test hệ thống và xây dựng ra hệ thống OBT, tức là hệ thống đặt lệnh hiện tại bây giờ của bạn môi giới, việc tất cả anh em trong phòng môi giới phải thức đêm 10 giờ, 11 giờ, và có những anh trai có thể là đến 2 giờ sáng để hoàn thành có thể ra cái phần mềm hiện tại cho bản đặc lệnh. Thì đó là những ngày tháng mà chúng tôi gắn bó với nhau, rất là nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Thì tôi nghĩ rằng là đó là những kỷ niệm không thể quên được. Chúng tôi làm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán, thị trường lên thì vui mà thị trường xuống thì buồn. Nói chung là rất là khó khăn. Và có những lúc sếp mà anh Giang nói thẳng với tôi, nếu em không làm được thì anh ấy thay người. Và thách thức thì luôn có nhiều, nhưng cái cách vượt qua nó chỉ có một, đấy là cái niềm tin. Trong những lúc như thế thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải giữ tinh thần của mình, phải hiểu rằng con đường chúng ta đi bởi vì đam mê, và tiếp lửa, truyền cảm hứng cho anh em, để mà anh em có thể đợi chờ thị trường có những ngày gọi là qua cơn bị cực đến này thay lại. Chúng tôi luôn chuẩn bị để khi mà cơ hội thị trường đến thì HSC của chúng tôi là người đầu tiên tận dụng được cái cơ hội thị trường. Tôi tham gia HSC khi tôi chưa tốt nghiệp đại học, và đến bây giờ thì tôi đã có một em bé. Tức là việc mình gắn bó với HSC hầu như nó là 1/3 cái thời gian của một con người khi đi làm, thì mình coi đây là gia đình của mình, là gia đình thứ hai. Thì tất nhiên khi một là sinh viên thì tôi là một người bình thường, có thể nói là chưa có tài sản, và đến ngày hôm nay thì tôi cũng là 3x, tức là mình cũng đã trải qua một quá trình phấn đấu. Tôi nghĩ rằng ai đã đam mê và cùng con đường sự nghiệp của mình gắn bó với HSC thì HSC phát triển như nào chúng ta cũng phát triển đồng hành theo với cái tốc độ mà chính cái năng lực của người đó, sự đóng góp của người đó một cách xứng đáng. Tôi đến từ miền Trung, một mình vào Sài Gòn đi học rồi bắt đầu làm việc tại HSC. Tôi đã có những cái điều mà giấc mơ của tôi ngày xưa, bây giờ tôi đã thực hiện được. Toàn bộ những cái điều này tôi đồng hành và tôi nhận được từ HSC. Tôi cũng là người cái thời kỳ đầu tiên, cho nên qua bao nhiêu năm rồi thì cũng muốn gắn bó với HSC đến cho đến, nếu được thì sẽ đến một vài năm nữa, là đến cũng sắp tuổi nghỉ hưu. Có một điều mà mình thấy rằng là mình rất tự hào, đó là qua 10 năm qua những anh chị đầu tiên làm việc với HSC thì đến giờ này thì họ vẫn tiếp tục làm việc. Cái yếu tố giúp cho chúng tôi gắn bó với một doanh nghiệp dài như vậy, tôi nghĩ đó là cái tình yêu đối với công việc, tình yêu đối với công ty, tình yêu đối với ban giám đốc, cái niềm, cái tình cảm với các đồng nghiệp giúp chúng tôi là trải qua những cái thách thức, những khó khăn, và đến giờ phút này chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với HSC. Chắc chắn sẽ có rất là nhiều những khó khăn, đôi khi nó cũng sẽ là những bức xúc. Tuy nhiên những bức xúc đó nó vẫn nhỏ hơn cái đam mê và cái lòng tin tưởng của mình đối với ban lãnh đạo. Và mình nhìn được lãnh đạo của mình có một cái cam kết dài hạn, và mình tin vào lãnh đạo của mình, và mình đi cùng với họ trong một con thuyền. Tôi tin rằng đó là một cái sự gắn kết, và nó tạo cho mình sức mạnh để gắn bó với HSC đến ngày hôm nay.